Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tính đến rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Mỹ, bão Minton đã suy yếu thành cấp 1. Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở bang Florida bị ngập, trong khi hơn 2 triệu hộ dân tiểu bang mất điện. Đài ABC News đưa tin bão Minton đã hạ thành cấp 1 với sức gió khoảng 144 km/h. Bão di chuyển theo hướng đông và đông bắc, mỗi giờ đi khoảng 25 km. Cảnh báo lũ quét vẫn được duy trì ở nhiều khu vực phía trung tây tiểu bang Florida. Tại thành phố Saint Petersburg, phần mái sân bóng chảy Tropicana Field đã biến mất sau khi bão Minton quét qua khu vực. Video được công bố cho thấy phần mái sân bóng trơ khung. Cũng tại thành phố này, cơ quan chức năng đã phải tạm dừng cung cấp nước uống sau khi một đường ống nước chính bị vỡ. Một cần cầu tại công trường ở Saint Petersburg đổ sập vào ngày 9 tháng 10, chưa ghi nhận thương vong. Theo đài NBC News đưa tin, khu vực sân bay Albert Whitehead ở Saint Petersburg ghi nhận lượng mưa đạt hơn 457mm sau khi bão Minton đổ bộ, trong khi sân bay quốc tế Tampa có lượng mưa 252mm. Giới chức hạt Lucy ở Florida thông báo ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người được đưa đến bệnh viện sau khi những cơn lốc xoáy xuất hiện trước thời điểm bão Minton đổ bộ. Thị trưởng thành phố Gulfport phía tây Florida, Sam Henderson cho biết, người dân bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm khi bão Minton di chuyển về phía đông. Ông cho biết, điều tồi tệ nhất đã qua, gió đang yếu dần. Chúng ta vẫn có những cơn gió giật mạnh, nhưng chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đồng thời nêu thêm, đây là lần ông chứng kiến những cơn gió mạnh nhất kể từ khi đến Florida. Đến đêm ngày 9 tháng 10, vài tiếng sau khi bão đổ bộ, tâm bão Minton đã di chuyển khỏi thành phố Tampa và hướng về thành phố Orlando, Florida. Cơn bão đã khiến hơn 2 triệu căn nhà ở bang Florida mất điện. Lực lượng cứu hộ tại Tampa phải tạm dừng các hoạt động khẩn cấp cho đến khi tình hình cải thiện, trong bối cảnh sức gió ở nơi này vượt hơn 160 km/h. CNN dẫn thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NSC cho biết siêu bão Minton đã đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida, Mỹ vào 20 giờ 30 phút tối 9 tháng 10 với sức gió lên đến 193 km/h. Được biết, khu phía tây bang Florida hiện là nơi cư trú của hơn 3 triệu người dân Mỹ. Ngay ở thời điểm này, thì giới chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số nhận định về thiệt hại do siêu bão Minton gây ra cho nền kinh tế nước Mỹ. Jaron Kinar, chuyên gia phân tích cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính Jefferies, chia sẻ với tờ Bưu điện New York cho biết, dù còn quá sớm để đưa ra những thống kê chắc chắn về thiệt hại, nhưng tác động của bão Minton nhằm vào một trong những khu vực đông dân nhất ở bang Florida có thể gây ra thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la. Cũng theo nhận định từ một số chuyên gia làm việc ở công ty Jefferies, siêu bão Minton có khả năng gây thiệt hại lên tới 245 tỷ đô la ở hai khu vực Tampa và Fort Myers thuộc bang Florida. Cụ thể, bão Minton sẽ khiến cho khu vực Tampa thiệt hại khoảng 175 tỷ đô la, trong khi con số này ở Fort Myers sẽ là 70 tỷ đô la. Trong khi đó, số liệu được Bưu điện New York trích dẫn cho thấy tổng thiệt hại gây ra do siêu bão Katrina, thiên tai đã đổ bộ và tàn phá thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana hồi năm 2005 rơi vào khoảng 192,5 tỷ đô la. Điều này đồng nghĩa siêu bão Minton có khả năng sẽ xoán ngôi bão Katrina để trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với nhiều quan chức bang Florida ngay sau khi bão Minton đổ bộ vào nơi này. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã điện đàm với các quan chức cấp cao ở bang Florida, trong đó có thị trưởng của các thành phố Orlando và Sarasota, và nói rằng nếu họ cần hỗ trợ bổ sung về nhân lực, cứu hộ hay công tác khắc phục thiệt hại, thì có thể gọi điện trực tiếp cho ông. Tổng thống Biden đã và đang sẽ sát cánh với giới chức và người dân bang Florida. Theo cập nhật mới nhất của CNN, siêu bão Minton khi đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida đã gây ngập lụt ở khu vực Tampa và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Thưa quý vị, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ gọi bão Minton là cơn bão cực kỳ nguy hiểm và kêu gọi mọi người chú ý đến lệnh sơ tán. Hiện nay, hàng loạt cơ sở kinh doanh và sân bay đã ngừng hoạt động, người dân đổ xô đi tránh bão làm tắc nghẽn các con đường liên bang trong bối cảnh cơn bão cấp 5 Minton chuẩn bị đổ bộ. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 10, hãng tin AFP tường thuật về tình hình bang Florida, Mỹ khi bão Minton sắp đổ bộ. Giữa lúc cơn bão lớn thứ hai trong nhiều tuần sau bão Helene đang tiến vào bờ biển phía Tây, vốn đã bị tàn phá của Florida. Một cảm giác thảm họa sắp xảy ra đã lan rộng khi mọi người chạy đua bịt kín nhà cửa và sơ tán đến nơi trú ẩn hoặc bất cứ nơi nào họ có thể.
tính đến sáng ngày 8 tháng 10 giờ địa phương, bão Milton đang di chuyển với sức gió duy trì lên tới 230 km trên một giờ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, họ gọi đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm và kêu gọi mọi người chú ý tới lệnh sơ tán. Nhà Trắng thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoãn chuyến đi tới Đức và Angola để xử lý công tác chuẩn bị ứng phó với bão Milton và các nỗ lực cứu trợ sau bão Helene. Dự báo cơn bão với cường độ cấp 4 này, theo thang bão Saffir-Simpson, gồm 5 cấp, với cấp 5 cao nhất di chuyển về phía bắc bán đảo Yucatan của Mexico trong ngày 8 tháng 10. Bão Milton sẽ đổ bộ vào bờ biển bang Florida vào đêm thứ Tư ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương và vẫn tiếp tục mạnh khi di chuyển khắp tiểu bang này. Tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 10, Thống đốc bang Ron Santis của bang Florida đã chỉ ra những nơi đang gặp nguy hiểm. Ông chia sẻ, về cơ bản, toàn bộ bán đảo Florida đang trong tình trạng được theo dõi hoặc cảnh báo. Nữ thị trưởng Jane Castor của Tampa, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do bão Helene vào tháng trước, đã thẳng thắn trong đánh giá của mình. Bà Castor nói trên đài CNN, bão Helene là một lời cảnh tỉnh, đây thực sự là một thảm họa. Tôi có thể nói điều này mà không hề nói quá chút nào. Nếu các bạn chọn ở lại một trong những khu vực có lệnh sơ tán đó, các bạn sẽ chết. Hầu hết các cảng ở bang Florida, gồm cả ở Tampa và Sarasota, đã đóng cửa vào ngày 8 tháng 10 trước khi bão Milton đổ bộ, trong khi các bến cảng ở bang Nam Carolina bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hải. Trước giờ gờ siêu bão đổ bộ, nước Mỹ đang quay cuồng và chạy đua với thời gian để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Hàng loạt cơ sở kinh doanh tại bang Florida phải ngừng hoạt động, chuẩn bị ứng phó với cơn bão mà các quan chức cảnh báo sẽ cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây ra thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Sân bay quốc tế Orlando, một trong những sân bay bận rộn nhất nước Mỹ, cũng vừa thông báo tạm ngừng hoạt động vào sáng ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, trong khi sân bay quốc tế Tampa đã đóng cửa vào ngày 8 tháng 10. Universal Studio và Disney World cho biết các công viên giải trí của họ sẽ đóng cửa vào chiều hôm nay. Nhà bán lẻ Target cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa hoặc điều chỉnh giờ mở cửa tại một số địa điểm. Dù vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả của cơn bão Helene, các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe trên bờ biển vịnh Florida tiếp tục gồng mình di tản, chuẩn bị cho cơn bão Milton đổ bộ. Tính đến chiều ngày 8 tháng 10, 10 bệnh viện và 300 cơ sở chăm sóc sức khỏe đã phải sơ tán, bao gồm cả 63 viện dưỡng lão. Sự sợ hãi của người dân bang Florida được thể hiện rõ khi hàng triệu người dân gấp rút di tản khỏi vùng tâm bão, khiến các trạm xăng cạn kiệt nhiên liệu và gây ra tắc nghẽn trên khắp các con đường liên bang. Khoảng 1.300 trong số 7.500 trạm xăng của tiểu bang thông báo hết nhiên liệu. Với những khu vực có lệnh sơ tán, tình trạng thiếu hụt thậm chí còn tồi tệ hơn. 70% các trạm xăng ở Fort Myer không có xăng từ ngày 7 tháng 10. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào bờ biển bang Florida vào rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương và vẫn tiếp tục di chuyển khắp tiểu bang này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.